Kính thưa quý vị, Hàn Lâm Viện Điện ảnh vinh danh ba nghệ sĩ kỳ cựu tên từ Los Angeles, California. Hàn Lâm Viện Điện ảnh Khoa học và Nghệ thuật đã trao tặng giải thưởng Governors của họ cho ba nghệ sĩ kỳ cựu, trong đó bao gồm đạo diễn Spike Lee tại một buổi tiệc chiếu rọi sự chú ý trên mong muốn cấu tạo tính chất đa dạng của Hollywood trong bối cảnh của mùa phát thưởng đang diễn ra. Cùng với Lee, người với những bộ phim như Malcolm X và Do the Right Thing, Hàn Lâm Viện đã trao giải Governors cho những thành đạt trong phim ảnh cho nữ tài tử của phim Singing in the Rain, Debbie Reynolds và Gina Rowlands, một tên tuổi đi đầu trong loạt phim độc lập và là ngôi sao của phim The Notebook. Buổi lễ phát thưởng giải Governors hàng năm là một trong những sự kiện quan trọng trước giải Oscar, là giải thưởng cao quý nhất của ngành điện ảnh được phát ra vào tháng 2. Những tên tuổi hạng A của Hollywood gồm có Meryl Streep và Denzel Washington đã được nhìn thấy tham dự buổi lễ. An ninh đã được thắt chặt bên trong Ray Dolby Ballroom ở Hollywood tiếp theo những cuộc thảm sát tại Paris vào ngày thứ Sáu. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Cheryl Boone Isaac đã bỏ ra một khoảnh khắc vào lúc khai mạc chương trình để tưởng nhớ đến những người đã bị giết chết. Buổi lễ phát thưởng giải Oscar sẽ được tổ chức tại Hollywood vào ngày 28 tháng 2 năm 2016.